Ở ngoài đây có vitamin gâu gâu nè anh chị, chiều nhớ. Căn này rẻ nhất bán gấp. Ví dụ 5-20 là 6 tỷ 3, 8-20 là 8 tỷ, 10-20 là 15 tỷ. Ở ngoài đây có vitamin gâu gâu nè anh chị, chiều nhớ, phui rơm đủ món, ớn quá, bỏ nghề lâu rồi. Xin y chào anh chị và các bạn. Xin y đang ở phường Long Trường, thành phố Thủ Đức. Đây là địa bàn quận 9 và cái hướng này là chúng ta sẽ về với rạch Rạch Mơn, An Thông với lại dòng sông Rạch Chiếc. Quận 9 này thì nó gần với dòng sông Sòi Rạp anh chị. Xin y cũng muốn cập nhật cái khu vực trên quận 9 này gửi anh chị và các bạn. Và chúng ta đang chạy trên con đường Lạ Xuân Ngoai. Ở đây máy bên trái thì có một cái mảnh đất trống nè. Đây là cái khu dân cư thấy mới không chị ha. Bà con khắp nơi về đây sinh sống. Ở đây không biết có con đường đi vô không ta. Để xin đi tìm con đường ha. Có con đường đi vô. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vô cái khu vực khu dân cư này anh chị ha. Qua không được. cái rào nó rất là sâu. Tìm đường khác đi anh chị. Thiếu gì đường đi vô. Đây cái khu vực này đất trống nhiều lắm anh chị ơi. Đất trống cái khu vực dân cư mới mà. Quá trời luôn. Bây giờ thì 12 giờ 10 phút ngày 27 tháng 6 anh chị. Thì đối với Sài Gòn ngày hôm nay thì ngày xưa thì đất rộng người thưa, nhưng mà bây giờ thì dân tứ xứ đổ về sinh sống, nên những cái vùng ven nó trở thành một cái mảnh đất dự án xây lên. Qua cái cơn sốt đó thì rất là nhiều cái mảnh đất dự án được xây lên. Xây lên người ta về đây người ta sinh sống ở khu vực này. Ở đây là con đường đi vô dây tùng xẻo, dây quay. Ở đây có rất là nhiều cái quán nhậu và chúng ta sẽ đi vào cái khu dân cư này anh chị ha. Trời, cái mảnh đất dự án này anh chị thấy cơ sở hạ tầng giờ người ta làm đầy đủ tiện nghi ha. Điện, chạm điện nè, đèn đường nè, mà nó còn trống trơn như thế này. Chỉ có một mình xin đi thôi đó. Chia sẻ với anh chị những cái khu dân cư. Đường đây đường 11, đường số thôi. Khu dân cư này không biết tên gì ta. Thấy cứ xin đi cứ
thấy chỗ nào mà có khu dân cư thì Sunny cũng đi vào anh chị ha, để chia sẻ với anh chị, cùng khám phá với anh chị. Sunny chỉ biết là mình khám phá, tò mò, chia sẻ để anh chị biết thêm những cái khu dân cư mới ngày hôm nay nó như thế nào, và cũng kiếm một cái quán cà phê nào đó ngồi ăn cơm nghỉ ngơi. Trời, ở đây sao cái đường nào mà đi ra qua bên kia, anh chị thấy cái đất dự án, anh chị thấy qua cơn sốt thì người ta xây lên nguyên một cái dãy nhà, người ta xây lên rồi người ta để đó thôi, không có thấy có tín hiệu người ở. Cái khu vực này coi, để coi nó có tên gì để chia sẻ với anh chị. Nó rộng quá, quá rộng luôn. Nó má bên đây đi thẳng về cuối, anh chị thấy nguyên một cái dãy nhà biệt thự xây không. Đường D19, ở đây D thôi anh chị. Nguyên dãy nhà xây lên như thế này ai ở trời, tiền thì không có. Đông Tân Long, cái khu vực Đông Tân Long này, biết rồi, đây là một cái mảnh đất dự án nè, công trình nè, người ta cũng đang xây dựng. Mảnh đất này chia ra bắt đầu buôn bán, đầu ở. Trời ơi, xây lên quá trời xây. Nè, ở đây nữa nè, đó. Anh chị thấy đâu có ai ở đâu, xây lên vỏ trống đó. Cái khu vực này là khu mới nè, căn này rẻ nhất bán gấp. khu căn này rẻ nhất bán gấp. Rồi, bây giờ mình sẽ đi qua hướng bên kia nha anh chị ha, để quẹo vào bên đây coi ở phía sau này nó có cái gì. Khu vực này mới nè anh chị, mấy kỳ một cách đây một năm rồi Sunny có đi, nhưng mà lúc đó nó chưa xong, con cò bay lả bay la. Nhà mới mới không có chứ, mà để bỏ trống không có ai ở hết, buồn ghê á. Nhà mới xây xong đó anh chị. Cho thuê đất nè, đất dự án quá trời luôn. Thôi mình quẹo lại anh chị ha. Nhà đẹp đẹp không á chứ. Bên trong là thô anh chị, ở phía ngoài là hoàn thiện phía ngoài thôi. Rồi, Sunny sẽ đi con đường này nha. Đi con đường N7. Nó mang theo một cái dòng kênh. Cái mảnh đất này mang theo dòng kênh. Trời, cái nhà nào, nhà của ai mà quá dữ luôn nè.
đây có một cái khu dân cư. Tại đây ký gửi mua bán nhà đất Đại Quang Minh. Cửa dinh thự quá trời kìa. Đó, nguyên những cái nhà biệt thự anh chị thấy không? Đâu có ai ở đâu. Trời ơi, cái khu vực này đã xây cũ rồi nè. Năm ngoái Sydney đi, đã đi rồi. Và Sydney mới đi, không biết họ xây lên mà họ đâu có ai ở đâu. Mà họ xây quá trời xây anh chị đó. Cỏ mọc tùm hết rồi. Nhà đẹp đẹp không đó chứ. Ủa ghê thiệt. Đây hết rồi, dây leo trăng trịt luôn. Nè, chia sẻ với anh chị nè. Đó. Đó. Rồi, cỏ mọc quá trời trời. Nhiều căn nhà dây leo cỏ mọc trăng trịt rác. Không ở nó bắt đầu nó xuống cấp. Mình quẹo qua khu vực này. Đúng là cái khu vực này nhìn mọi người thấy hỡi ơi đó. Chỉ một mình ta với nồng nàn thôi. Đúng là cái khu vực quận 9 này phát triển nóng quá. Bây giờ nó trở thành như thế này anh chị. Cũng có người ở về ở rồi nhưng mà cái độ bao phủ thì nó không có bao nhiêu hết á. Bao nhiêu tiền của chôn vô đó. Chia sẻ không biết chia sẻ sao với anh chị nữa. Những căn nhà rất là nhiều người, ít người về ở. Mà không biết làm sao mà ta vẫn xây dựng. Có thể là người ta ký hợp đồng rồi, bắt đầu người ta xây dựng. Mật độ phủ rất là thấp, người dân ở rất là thấp. Nè. Bán nè anh chị, mua bán nè. Bán cho thuê nè. Bên kia bên trái nữa cả. Đúng là buôn giờ cứ về để vậy làm sao mà mua bán được gì. Mà không biết làm sao thì là Sydney cũng không rành bất động sản đâu. Tại sao mà đã không có ai ở mà có một số người ta vẫn xây. Ở đây buôn bán cho thuê quá trời luôn. Bán hoặc là cho thuê, bán hoặc cho thuê. Nguyên một cái dãy.
mua bán nè. Mua bán cho thuê. Tiếc ghê thiệt, bao nhiêu tiền của à. Căn này rẻ nhất mà, cái chữ anh chị thấy không, căn này rẻ nhất nè, căn này rẻ nhất bán gấp. Cả rừng anh chị thấy, cả rừng không? Rồi bên đây cũng, bên đây dã man hơn nữa. Đúng là không biết dùng từ gì nói, chỉ biết dùng từ có giống như dã man. Đó. Quá trời trời. Cỏ lát nó mọc đầy hết. Bán nhà tại đây ngợp lắm rồi. Cái này là dạng như người ta vay tiền ngân hàng, đầu người ta mua bán là gì, mua bán, nhưng mà bây giờ thì nó đứng đó, xả hàng. Mấy bữa năm cách đây năm trước đó bắt đầu là bất động sản rớt đó, thì nó không có mua hai tặng một là sao, xả hàng mua hai tặng một là sao. Rồi, nhà đất, nhà cửa nè, xe tư hết, bán hoặc cho thuê. Bên đây nữa. Để vậy nó xuống cấp hết rồi anh chị. Đó, để xuống, nó xuống cấp hết. Bên đây nữa nè. Khi mà đi vào đây thì giống như là chúng ta bị lạc. Căn này rẻ nhất. Nó cảm giác giống như bị lạc anh chị. Ở trong là phần thô. Đây đó. Đó. Phải nói bao nhiêu tiền của bổ vô đây, giờ nó giống như hoang vu luôn. Tội những người mà người ta vay tiền ngân hàng đó, chị ta mua, mua đâu có bán được đâu. Trời ơi.
cỏ nó mọc nó cao hơn đầu người 3 mét. Bán và cho thuê nhiều lắm. Đó, nguyên một cái khu rậm rạp coi như là không có ai ở hết. Đa phần là chỉ có vài người, 10 căn thì chỉ có khoảng vài người ở thôi. Mà theo sinh ý nghĩ là họ về đây họ ở để họ kinh doanh bất động sản đó, bán hoặc cho thuê nhiều lắm. Con cò bay lả bay la. Nó cảm giác hình như mình đang đi nó giống nhau, mình đang đi lạc đó anh chị. Hay là nó rộng quá, cái khu vực này rộng lắm. Để Sunny ghé chỗ nào, Sunny lên mạng, Sunny search cái khu vực này coi như thế nào. Chục căn thì nó có một cỡ không tới 20 căn đâu, 30 căn thì đây để chia sẻ với anh chị cái giá người ta ghi lên bảng nè để anh chị biết nha, biết để tham khảo đó anh chị. Bảng giá nhà nè, những cái gửi mua bán nhanh. Ví dụ 5-20 là 6 tỷ 3, 8-20 là 8 tỷ, 10-20 là 15 tỷ, 20-20 là 28 tỷ, căn gốc là 8 tỷ. Đó. Chia sẻ với anh chị. Căn gốc này nè, căn gốc này là 8 tỷ nè. 20-20 đó. Căn gốc là 8 tỷ. Trời ơi, bây giờ anh chị cứ 1 triệu đô là 23 tỷ 400 triệu. Đó. Anh chị cứ chia ra. Đó. Ở cái khu vực này, đây là con cò bay lả bay la quá trời trời, kiểu này thua rồi. Cuối năm vành đai 3, bên trái là vành đai 3, bên phải là Xuân Ngoài, đi thẳng là Nguyễn Duy Trinh. Và xin đi thấy xa xa mé bên phải mé bên trái thì có những cái dãy mà mới đầu vô cái video clip xin đi thấy đấy. Xin đi cũng không rành tại sao người ta đã bán không ra, người ta lại hay là đã ký hợp đồng rồi người ta lại xây thêm nữa anh chị. Ha, có thể là do ký hợp đồng rồi. Ký hợp đồng người ta mua theo ký hợp đồng theo tiến độ dự án. Đây là con đường B1 đó, ở đây nó nè, trời ơi nguyên một cái rừng luôn nè. Bên trái bên phải có đủ hết gì,
xin đi chỉ đi một dẹt nha. Ở đây là những cái mảnh đất. Khu vực này là xin đi cách đây cũng lâu rồi, xin đi rồi anh chị. Xin đi cũng muốn tham khảo coi cái khu vực mới nó như thế nào thôi. Trời, buôn bán quá trời trời. Đây nhà, nhà cò thôi, cơ sở hạ tầng tốt quá chứ. Khem hắc khem pét bắc khem bắc. Có cái hồ, khu vực này mênh mông tình buồn luôn. Nhà tàn nhà trống không. Hạnh phúc trong tình yêu thương. Tối tối mà vô đây ở, tối tối bữa nào tối tối kìa. Vô đây ở, vô đây đi kìa, coi sao. Hai mươi mấy tỷ đó, cái nhà đó là hai mươi mấy tỷ đó anh chị. Ghê chưa. Nhà này có người ở rồi. Ở đây nhà biệt thự là bán nè, bán cho thuê. Nãy giờ đi thì thấy có hình như có một mình xin đi à. Rồi đi qua mé bên kia nữa. Mình quẹo con đường này anh chị, đâm thẳng xuống dưới kia, vòng qua bên kia. Lâu lâu lác đác thì có anh giao hàng. Cũng có người ở hoặc là công ty nhà đất cái gì họ thuê. Thuê họ kinh doanh nhà đất. Ký gửi mua bán nhà đất thấy chưa anh gì thấy không? Toàn kinh doanh. Không biết dùng từ gì, chỉ biết dùng từ dã man thiệt. Đúng là dã man thiệt. Quá dã man. Xả hàng gì đây. Đúng là dã man. Anh chị thấy dã man không? Ở đây là mình ra cái con đường Nguyễn Duy Trinh rồi anh chị. Con đường Nguyễn Duy Trinh là một trục lộ chính ở ở quận 9 này. Nên chính vậy nó cũng thấy đông đúc.
mảnh đất dự án Tăng Long anh chị ha. Nói chung là nó có rất là nhiều cái con đường nó giống như thế anh chị, bỏ trống hoàn toàn. Thì tới đây thì Sunny cũng chia sẻ với anh chị thấy cái giá này là anh chị cũng một phần nào đó hình dung. Mé bên phải là chúng ta đi về con đường cao tốc, còn mé bên trái là chúng ta đi về đồi đâu không hồ sen Tam Đa và chùa Thái Lan, rồi đi dài dài đến dòng sông Đồng Nai luôn vậy, cầu Đồng Nai. Rồi một phần nào đó chia sẻ với anh chị, nói chung là chúng ta đi lại để chúng ta xem, sẵn tiện là chúng ta đi những cái địa danh lò lưu rồi khu vực này chúng ta xem coi bất động sản nó thay đổi như thế nào. Nhưng mà thấy càng ngày thì càng treo bảng, một cái thể hiện là treo bảng càng nhiều hơn, mua bán cho thuê, bán cho thuê, bán cho thuê liên tục. Rồi tới đây thì Sunny cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn, rất là vui thực hiện cái clip này để chia sẻ với anh chị tình hình. Nó là một cái phần nho phần tác động đến cuộc sống ngày hôm nay, đó là bất động sản. Tới đây Sunny cũng thân ái mến chào anh chị, hẹn gặp lại anh chị trong những cái clip lang thang tiếp theo của Sunny Dog. Rồi bye bye, hẹn gặp lại, bye bye anh chị khỏe nha, Sunny stop cái clip này ở đây.